Vi sinh có tác dụng phân hủy chất hữu cơ như phân cá, thức ăn thừa, xác lá, xác cá, giảm mùi tanh, giảm độc tố bể cá, làm nước trong hơn. Những cái đó thì mọi người đều biết. Lý thuyết là vậy, còn áp dụng sao cho hiệu quả thì lại là một vấn đề khác. Mời các bạn xem video sau nhé. Phần cuối video mình có dành cho các bạn một bất ngờ cực lớn, đảm bảo sẽ khiến các bạn rất sốc. Đầu tiên là vi sinh có khả năng tự hình thành trong bể của bạn, nhưng là lợi khuẩn hay hại khuẩn thì còn hên xui nữa. Vậy nên tốt nhất là chúng ta hãy châm luôn các chế phẩm vi sinh bán sẵn ngoài thị trường vào bể ngay từ đầu để định hình hệ vi khuẩn. Dù sao thì bây giờ vi sinh cũng rất rẻ rồi, vi sinh muốn xử lý nước hiệu quả thì tất nhiên chúng cần đạt số lượng đủ lớn, đủ nhiều tương ứng với hàm lượng hữu cơ mà chúng cần xử lý. Với những chiếc bể đơn giản mình sẽ không bàn tới, bởi nếu quá đơn giản thì thậm chí chả cần quan tâm đến vi sinh cá vẫn sống khỏe. Tuy nhiên với nhu cầu chơi thủy sinh ngày càng cao thì các thiết bị dành cho bể cá cũng rất phát triển. Và lọc dành cho bể cá cũng vậy. Máy lọc được coi như trái tim của cả bể. Đây sẽ là trung tâm xử lý nước thải cho bể của bạn. Trong máy lọc có một phần rất quan trọng là vật liệu lọc được coi là ngôi nhà dành cho vi sinh. Phần lớn vi sinh trong bể cá đều nằm ở đây, thực tế thì vi sinh có thể bám lên bề mặt lá cây, đá, lũa, phân nền, thậm chí là thành bể. Tuy nhiên vật liệu lý tưởng để chứa vi sinh đó là các vật liệu có độ rỗng xốp cao. Từ đó tăng diện tích bề mặt và chứa được nhiều vi sinh hơn, như vậy chọn lọc và vật liệu lọc phù hợp với bể sẽ tối ưu hóa khả năng xử lý nước của vi sinh. Hầu như tới giờ việc chọn lọc và lượng vật liệu lọc vẫn đang phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm. Vì môi trường mỗi bể khác nhau, vậy nên nếu bạn không rành, hãy tìm đến các cá nhân hay tổ chức uy tín để họ tư vấn nhé. Tầm quan trọng của vi sinh là vậy nhưng có một sự thật mà chắc sẽ khiến cho rất nhiều bạn thấy sốc. Đấy là hầu như các trại cá lớn ở Việt Nam đều không dùng vi sinh. Bạn không nghe nhầm đâu. Những người nuôi cá giỏi nhất, họ nuôi cá, sinh sản cho cá, nuôi cá từ sai bột đến sai trưởng thành và bán lại cho chúng ta, lại không hề sử dụng một tí vi sinh nào. Video sau mình sẽ giải thích vấn đề này. Nhưng vi sinh vẫn rất quan trọng, hãy cứ tin tưởng vậy nhé các bạn. Hẹn gặp lại, và chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng bể cá của mình.